Các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu các bạn Modem SIM 800C Arduino. Modem SIM này được dùng để thực hiện cuộc gọi, truyền tin nhắn SMS hoặc truyền tải dữ liệu thông qua một SIM 800C được hỗ trợ ở 4 giải băng tần, đó là 850, 900, 1800 và 1900 MHz. Modem SIM này sử dụng điện áp từ 5 đến 26V, nhưng trong quá trình sử dụng mình thấy điện áp 12V 2A là thích hợp nhất cho modem này để modem được sử dụng ổn định. Như các bạn đã thấy, modem SIM này được thiết kế khá giống một chiếc Arduino nên khả năng tương thích khi sử dụng với Arduino rất cao. Như các dòng Arduino phổ biến như Arduino Undo R3 CS340, Arduino Undo R3 Atmega. Như các bạn đã thấy, modem SIM này gồm có một SIM 800C để thực hiện các chức năng như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn SMS, một khay SIM micro USB. Lưu ý các bạn phải lắp SIM còn hoạt động và còn tài khoản, một jack audio đầu ra, một cổng micro USB để các bạn có thể nâng cấp phần mềm lâu dài, một cổng cắm nguồn, một công tắc chọn nguồn cho modem. Các bạn có thể lấy nguồn trực tiếp từ Arduino hoặc một nguồn từ ngoài, một dây anten để thu phát sóng và một dãy đèn LED để thông báo các trạng thái của modem. Do các dòng Arduino phổ thông chỉ có một cổng UART mà lại thực hiện hai chức năng, đó là nạp chương trình xuống chip và giao tiếp với modem SIM. Vì thế khi nạp, các bạn nên tắt hoặc rút modem SIM ra để về thực hiện nạp chương trình một cách dễ dàng. Sau đây mình sẽ nói qua cách hoạt động của modem SIM cho các bạn. Đầu tiên, các bạn cấp nguồn 12V vào cho modem SIM. Lưu ý khi cấp nguồn ngoài, các bạn nên gạt công tắc về chế độ nguồn ngoài. Sau khi cắm nguồn, đèn báo nguồn bắt đầu sáng. Các bạn ấn nút Start để cho nguồn khởi động. Khi này đèn báo trạng thái sẽ sáng và đèn tín hiệu bắt đầu nháy liên tục do SIM đang cần kết nối đến hệ thống. Các bạn chờ cho khi đến đèn tín hiệu bắt đầu nháy chậm lại, có nghĩa là SIM đã kết nối thành công. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy 2 dăm chốt ở cổng nối tiếp Arduino. Khi các bạn cắm cả 2 dăm này về phía bên tay trái, có nghĩa là TX là cổng D0 và RX có nghĩa là cổng T1. Khi các bạn rút 2 dăm này ra và cắm vào sang bên tay phải, có nghĩa là TX là D7 và RX là D8 của modem SIM này. Các bạn lưu ý để kết nối Arduino một cách đúng. Sau khi đèn tín hiệu nháy chậm lại thì các bạn có thể kết nối đến kit Arduino. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng khá hay của modem SIM này, đó là cảnh báo có trộm trong nhà bằng cách thực hiện cuộc gọi cho chủ nhân. Đầu tiên các bạn cần lắp code cho kit Arduino. Sau đó các bạn kết nối modem SIM với kit Arduino. Do modem SIM này thiết kế khá giống Arduino nên việc cắm rất dễ dàng. Sau đó các bạn cấp nguồn cho modem hồng ngoại thông qua 2 cổng VCC và GND. Trên tín hiệu đầu ra của modem hồng ngoại, các bạn kết nối vào cổng 7 của Arduino. Sau đó các bạn cấp nguồn cho Arduino. Chờ một lúc cho thiết bị khởi động. Khi có vật cản phía trước, modem hồng ngoại sẽ gửi tín hiệu đến kit Arduino. Kit Arduino sẽ thực hiện cuộc gọi thông qua modem SIM đến số đã cố định trước. Các bạn có thể thấy mình đã lập trình cho modem SIM này thực hiện cuộc gọi trong 2 giây. Sau 2 giây, modem SIM này sẽ cuộc gọi sẽ kết thúc. Mình sẽ thử lại cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy, các bạn có thể đặt khối này ở các vị trí như cánh cửa để cảnh báo cho bạn khi có người đột nhập vào nhà bạn. Ngoài ra, modem SIM này còn có khá nhiều ứng dụng khác, như các bạn có thể phát triển thành cảnh báo nhiệt độ, nồng độ ga trong nhà bạn hoặc điều khiển các thiết bị trong gia đình như rơ le, bóng đèn để đóng ngắt các thiết bị điện. Tùy vào sự phát triển của các bạn,
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.